Ok, cậu bấm 6 nhưng mà được nhá. Lăng trụ tam giác đều A, B, C. A phẩy, B phẩy, C phẩy, cạnh đáy bằng 2. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng A phẩy, B, C bằng căn 6 phần 2, tính V. Nào, vẽ lăng trụ rồi nhá. Ok, khoảng cách từ A đến mặt phẳng A phẩy, B, C. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng A phẩy, B, C. Thì rõ ràng A này chính là trên đường cao này, đúng không? Cho nên mình sẽ kẻ ba đường. Đường thứ nhất từ A kẻ vuông góc xuống BC. Đường thứ hai nối A phẩy. Rồi, xong mà từ A kẻ vuông góc lên đó. Đấy, ba đường nhá, ba đường nhá. Ok, mày thấy nhỉ? AH vuông góc BC, H trung điểm BC nha, tại vì ABC tam giác đều. AI vuông góc A phẩy H. Đấy, ba đường. Vậy khoảng cách đấy chính là đoạn AI. Mình có AI là bằng căn 6 phần 2. Một cái. Tính V hả? Tính V có AI, vậy bên đây chiều cao. Đi tìm chiều cao. AH chính là chiều cao của tam giác ABC đúng không? Vậy mình sẽ tìm được AH này. AH là bằng căn 3 phần 2 nhân cạnh. Cạnh là bằng 2. Nghĩa là nhân vô ra căn 3. Ok chưa? Từ đó mình sẽ tìm được AA phẩy. Một phần cao bình này bằng với một phần vuông bình A phẩy A cộng với một phần AH. Đấy, xích xôn thẳng ra con A phẩy luôn. Xích xôn đâu một phần AI. AI đâu? Căn 6 phần 2. Trừ cho A phẩy. Trừ cho AH và Sison. Một phẩy bảy ba. Bình phương lên ra xấu quá, bình phương lên rồi căn xuống. Úi giời, căn 3 chứ mấy, đúng không? Căn 3. A phẩy căn 3. Tìm V liền tức. V bằng V lăng trụ là bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy là diện tích của tam giác đều. Cạnh là 2, nghĩa là căn 3 phần 4 nhân cạnh bình nữa là nhân 4 nhân chiều cao nhân căn 3. Vậy là bằng 3. Xong. Câu nào đây? Câu B. Tìm M để bắt phương trình này. Có nghiệm mà. Hay đấy. Có nghiệm mà. Dễ thôi, mình sẽ đi cô lập M. Ừ, đi cô lập M nhé mấy đứa nhá. Cô lập M. Tại vì không có M bình, chỉ có M bậc nhất thôi. Thế thì đi cô lập M là hay nhất rồi. Nào. Nhân M vô nhá. Ok, nhân vào mình sẽ có trừ 2M nhân 6 mũ x trừ cho 6 mũ x cộng cho m nhân 4 mũ x nhỏ bằng 0. Thằng nào có m rút ra nhá. 9 mũ x này trừ 2 nhân cho 6 mũ x đúng không? Cộng cho 4 mũ x. Có thằng này riêng ra à, thằng này riêng thì đẩy sang bên phải luôn là 6x. Đấy. Rồi chia ra. Ừ. Ui trời, không biết cái này âm hay dương. Căng chưa? Không biết thằng này âm hay dương. Không một à, dò thử nhá, dò thử chỗ này không biết âm hay dương, dò thử nhá. Dò thử trên đoạn không một để cho, không? Không một để cho. Đâu. 9 mũ x.
không này, dương đấy, có thể đâm đầu lên đấy, từ 0 đến 1 hay quá. Tại vì 0 đến 1 nghĩa là dương rồi, dương cho nên mình có quyền chia qua, chia thoải mái, không quan tâm là âm dương gì hết nha, không quan tâm là dấu viết gì hết, nhỏ bằng thôi. Chia rồi, lấy 6 mũi đem chia qua. Đấy. Vậy nếu như muốn có nghiệm, nếu muốn có nghiệm thì thằng M này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng max. À, nhỏ bằng min chứ, tại đây có với mọi mà. Có với mọi mà, có với mọi mà. Cho nên phải nhỏ bằng min chứ, nhỉ, đúng không? Nhỏ bằng min. Min của FX, xem như là FX đây ha. Đấy. Giờ thôi. Nhỏ bằng min. U chà, sao ta? Đây. Không một luôn nhá, giờ trên không một. Min là nhiêu? Đấy, đẹp xuống này, đẩy xuống này. 7 6. Úi rồi, không, min là 6 rồi, quá đẹp. Đẹp như tiên, min là 6 nhá. Túm cái váy lại mình sẽ có M nhỏ âm bằng 6. Thế rồi, có bằng nha mấy đứa nhá. Có bằng đấy. M nhỏ bằng 6 là câu D. Không. Rất quen thuộc. Rất quen thuộc, không? Mình chỉ cần áp dụng cái chương hàm số vào một tí là được. Đấy, cô lập M nhá. Ok, câu 38 nhá. Tìm tất cả các giá trị thực của M để hàm số này cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Có tổng bình phương các hoành độ bằng 8 hay chưa? Rồi. Mình có hai cách làm. Một là đi làm tự luận, hai là đi làm trắc nghiệm. Làm trắc nghiệm là đi thế thử M lên. Xong rồi đi giao nó với OX, nghĩa là cho nó bằng 0, đúng không? Rồi đi tìm nghiệm, bình phương các nghiệm lên, cộng hết lại bằng 8 thì lấy. Ok, thế rồi. Tổng bình phương các hoành độ. Hay đấy. Hay đấy, nào. Vậy là để coi coi đi giao với trục hoành đúng không? Đi giao với trục hoành thì mình sẽ có x mũ 4 trừ cho m cộng 1 x bình cộng m bằng 0. Nào, thử coi thằng này có bao nhiêu nghiệm nhá. Ví dụ như mình cho m 100 chẳng hạn. 1 này, 0 này, trừ 101 này, 0 này, 100 này, 10, 1, trừ 1, trừ 10, 10 hả? 10 với 1 hả? Hay nhỉ? 10 với 1 à? 10 với 1 nghĩa là mình có 4 nghiệm. X bằng 1 nghĩa là số đẹp rồi. X bằng 1 này, cộng trừ 1. Với lại 10, 10 nghĩa là căn M mới đó. Ừ, đúng không? Hợp lý chưa? 10 nghĩa là căn M. 10 nghĩa là căn M. X bằng cộng trừ căn M. Đấy. Từ đó mình sẽ đi tìm tổng bình phương các hoành độ. Ừ. Bây giờ nếu mà muốn cắt trục hoành tại 4 nghiệm thì đây là 4 nghiệm nè. À, nhưng mà cái vấn đề là con M này phải lớn không? Ok không? Nha. Đấy, từ đó mình có cái điều kiện của con M. Điều kiện của con M là M phải lớn không? Không bằng nhá. Bằng là còn 3 nghiệm thôi. Rồi bây giờ mình bình phương lên, bình phương các nghiệm này lên, xong rồi mình cộng lại bằng 8 là ngon lành. Ok chưa? À, mình sẽ có. Bây giờ hai thằng này mà bình phương lên đều bằng 1 hết, hợp lý chưa? Đấy. Hai thằng này mà bình phương lên đều bằng M hết, đúng không? Và cộng lại sẽ ra 2M. Cho bằng 8 xong. Từ đó tìm M. M sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Ủa cái này là 1 cộng lại bằng 2 chứ, này 2 chứ sao 1 được, đúng không? Đúng không? Bình phương lên rồi cộng lại bằng 2 chứ nhỉ? Ừ, 2, vậy em bằng 3 mới đúng. Đấy, bằng 3.
bằng 3 so với điều kiện này bao nhận luôn. Đấy, vậy là câu C, 38C. Ok. Đó, cái này còn nhanh hơn đúng không? Ba mươi chín cho hàm số y bằng x lập trừ 3m cộng 1 x bình trừ 3x cộng 1 hàm số bậc 3. Đường thẳng D, tìm các giá trị m để đường thẳng D cắt C tại 3 điểm phân biệt A, B, C như vậy. Sao cho AC bằng 5 căn 2. Ui, không khó. Cơ bản. Phương trình hoàn độ giao điểm thôi, cái gì đó. X lập. X bình này gì nữa, trừ 4 đúng không, trừ 4x, tại vì x bên phải x của con D ấy, chuyển sang bên trái trừ 4 cộng 1. Trời ơi mất rồi, đâu nữa, đúng chưa, rút x ra mình sẽ có hai thằng. Đâu hai thằng nào, x bằng 0 là 1 này, thêm cái nó là x bình trừ 3 m cộng 1 x trừ 4 bằng 0, hợp lý chưa? Đấy. À, thì cái con x bằng 0 này chính là con b nè, mấy đứa thấy không? Nè, đấy đây đây. Hoàn độ bằng 0 nè, thấy không? Khi thế x bằng 0 lên trên cái đường d này thì y bằng 1, quá hợp lý luôn. Đấy, đây là chính là con b nhá. Vậy thì có hoàn độ của con a và con c chính là nghiệm của phương trình này, hợp lý chưa? Đấy. Vậy nghĩa là phương trình này cần phải có hai nghiệm phân biệt. Rõ ràng không nhỉ? Hai nghiệm phân biệt. Và hai nghiệm phân biệt đó nó thỏa cái này AC bằng 5 căn 2. Đấy, bây giờ làm nhá. Vậy để coi coi AC bằng 5 căn 2 nhỉ? Vậy thì giờ mình tiến thẳng con A luôn, đúng không? Không cần làm phương trình hai không cần làm delta đâu nha. Mình ra được M xong rồi thế ngược lên đây. Mình thế ngược lên đây, ví dụ nó có hai ba con M đó, thế ngược lên đây rồi coi thử coi là nó có hai nghiệm phân biệt hay không. Đấy thì nói thôi, không cần làm được delta đâu. A sẽ là cái gì nhỉ? A sẽ là XA đi. XA với IA. Mà XA là nó thỏa cái này nhá mấy đứa nhá. À, tại vì điểm A với điểm C đều thuộc đường D, cho nên IA sẽ bằng XA cộng 1, hợp lý chưa? Vậy IA sẽ bằng XA cộng 1. À, XA cộng 1. Đấy. Tương tự như vậy mình sẽ có con B y chang. À, XB với lại XB cộng 1. Alright. Ủa sao B? C chứ, sorry, C chứ. C. Đi tìm AC nào. Vector AC chính xác như vậy. XC trừ XA, XC trừ XA luôn, hợp lý chưa? Sướng chưa? Đấy. Rồi tìm AC là xong. AC bây giờ bình phương luôn nhé. À, khỏi cần kiết gì mệt. Đấy, bình phương luôn. AC thì nó sẽ bằng cái này này, cái này bình phương cộng với cái này bình phương, hợp lý chưa? Thì nó sẽ ra hai lần, hai lần XC trừ cho XA bình. Đấy. Bỏ căn luôn nhá. Để nó cho cái này nó bằng bình phương này luôn. Bao nhiêu nhỉ? 50. À, 50. Đấy. Vậy bây giờ mình sẽ đi làm VS thôi, đúng không? Thằng này đi khai triển ra thì nó sẽ bằng là XC bình trừ 2 lần XASC cộng cho XA bình, đúng không? XC bình trừ 2 lần XA XC cộng cho XA bình. Đấy. Chia 2 sang mình sẽ được 25 bên đây. Rõ ràng. Xong. Thì thằng này với thằng này chính là S bình trừ 2P. Rõ ràng chưa? S bình trừ 2P nhá. S bình trừ 2P. Rồi mà còn trừ 2p đây nữa, đây cũng chính là p nè, đúng không? Đây trừ 2p rồi. Đấy, vậy nó ra trừ 4p. Trừ 25 bằng 0.
Đấy. Vậy là S bình đâu? Trừ B chia A đây. Mày bình phương lên là 9. 9 M cộng 1. Tất cả bình. À, trừ 4P nghĩa là trừ 4 nhân cho C chia A. C chia A là trừ 4 nhá. À, trừ 4 nhân trừ 4 là cộng 16. Trừ 25 bằng 0. Chính xác chưa? Đấy. Tới đây mới gọi là xích xô nên sao cũng được. Chắc chẳng cần. Nhầm một tí nó ra nè. 16 trừ 25 là được 9 nè. Đúng không? Trừ 9. Trừ 9 đẩy sang bên phải này là 9. 9 đó chia 9 này là được 1. Sướng chưa? À, tóm cái váy lại mình sẽ có M cộng 1 tất cả bình là bằng bằng 1 chứ mấy. Đúng chưa? Xong rồi mình sẽ canh hai vế xuống ra hai chị âm dương. Vậy M cộng 1 sẽ bằng 1, nghĩa là M bằng 0. Một cái. Thứ hai, M sẽ bằng trừ 2. Hợp lý chưa? Đấy, ok chưa? Rồi, nếu như làm trắc nghiệm tới đây mới có thể có đáp án rồi. À, M bằng 0 hoặc là M bằng trừ 2. Rõ ràng là câu B. Hợp lý chưa? Rõ ràng là câu B luôn. Đấy. À, nếu như có một câu khác nữa, ví dụ như còn một câu nào đó nó ra M bằng 0 thôi ấy, thì mình cần thế cái này lên trên đây. Trên đây này, lên trên phương trình này nè, bấm thử coi. Đâu đâu đâu, phương trình này chứ. Phương trình này nè. Đấy, coi thử coi nó có hai nghĩa phân biệt hay không. Ok. Thế thôi. Chắc chắn là câu B rồi. Câu 40 này. Đường D đi qua Y có hệ số góc K, cách trục hoành tại A. Ok. Và trục tung tại B. Ok. Hoành đầu điểm A, tung đầu điểm B như số dương. Rồi, diện tích nhỏ nhất. Hay vậy? Hay vậy? Đâu, thử rồi. Làm nha đâu. Đường D, hệ số góc K. Thì đường D nó sẽ có dạng là Y bằng KX cộng B. À, thằng này nó chứa chứa con Y 13. Cho nên mình có quyền thế y vô, hợp lý chưa? Thế y vô, lúc nào cũng làm vậy hết. Thế y vô mình sẽ được là 3 bằng k cộng b nha. Hợp lý. Từ đó mình sẽ đi tìm con b. Đấy, đi tìm con b nhá. Đi tìm con b, vậy là b nó sẽ bằng 3 trừ k. Đấy. Thế là đi thế ngược lên mình sẽ có đường d theo một ảnh thôi. Y bằng kx cộng 3 trừ k. Ok man. Chưa? Bây giờ cho thằng này, cho đường D này giao với lại trục hoành sẽ ra được điểm A, đúng không? Vậy điểm A của mình, rõ ràng điểm A của mình sẽ là, rồi rồi, cách trục hoành tại điểm A. Điểm A tung độ bằng 0 chắc luôn, đúng không? Tung độ bằng 0, là vì cách trục hoành mà. Tung độ bằng 0 thì chỗ này bằng y bằng 0 nè. Y bằng 0 thì x bằng mấy? Y bằng 0 thì x bằng mấy? X nó sẽ bằng là đẩy thằng này qua bên trái thành k trừ 3, chia k qua nữa là sao? Đấy. Đây là k trừ 3 chia cho k. Đấy, mình sẽ được con x, hợp lý chưa? Ok. Rồi, điểm B. Điểm B chính là điểm B thuộc trục tung. Điểm B mà thuộc trục tung nghĩa là hoành độ của điểm B bằng 0 chắc luôn. Hợp lý chưa? Và mình sẽ đi thế ngược lên trên đây. Hoành độ bằng 0 thì mất rồi. IB sẽ bằng 3 trừ K. Ấy, 3 trừ K. À, mà đề nó nói là cục này và cục này là những số dương. À, là những số dương. Cho nên khi mà mình tìm diện tích của tam giác OAB ấy, mình không cần phải không cần phải sao nhỉ, không cần phải ghi chữ đối làm gì hết, kệ nó. À, dương rồi, cho nên rất ngon lành rồi. Đây là diện tích thôi. Diện tích của OAB thì nó sẽ bằng, rõ ràng tam giác OAB là tam giác vuông tại O. Hợp lý chưa? Thì A nằm trên trục hoành, B nằm trên trục tung thì nó không vuông tại O chứ vuông tại đâu. Lấy 1/2 đem nhân cho OA và nhân cho OB, rõ ràng chưa? Vuông nhân vuông chia 2. Thì 1/2 này, OA chính là hoành độ điểm A. À, chính là hoành độ điểm A. K đây, dương nha, thằng này dương nha, cho nên cứ lấy vô tư làm thôi, không cần trị chiết gì hết đó. Thằng này là nhân cho tung độ OB đúng không? OB chính là tung độ của điểm B 3 trừ K. Thằng này phải nhỏ nhất.
Tới đây mấy đứa có quyền thế vô đây. Thế những cái con K đáp án này vào trong cái cục này, thằng nào nhỏ nhất, thằng nào ra giá trị nhỏ nhất thì lấy nha. Hoặc là mấy đứa có thể là max min cũng được, tùy sáng được. Vô tư này. Ok, max min 0,5, k trừ 3 chia cho x này nhân cho 3 trừ x ấy, chạy từ đâu đến đâu giờ, 3 trừ k là âm mà. À 3 trừ k này là 3 trừ k này là số dương, nghĩa là con k này phải nhỏ hơn 3, không thấy không, k cỡ nào cũng phải nhỏ hơn 3 hết. Vậy cho nên mình lấy từ trừ 7 cho đến 3 thôi là được rồi. À, mấy đứa thấy không nhỏ, k là số rất đẹp, tự luận nè, thấy không? Đấy, à, cái đáp án này, à, k số rất đẹp cho nên lấy xét là 1 luôn. Nhỏ nhất đâu? 6 này, đấy, ngay trừ 3 là 6 là nhỏ nhất rồi, hợp lý rồi. Đây, trừ 3. K bằng trừ 3 nghĩa là câu C. Ừ, tóm lại k bằng trừ 3. Đấy, C. Thế là xong. Rồi, tự luận luôn nhá. Câu 1 này, câu 1 tự luận này. Xác định M để phương trình này. Hay đây, có hai nghiệm phân biệt. Hay đấy. Nào, dễ lắm mày đó. Chỉ mua x trừ 2 nhân 3 mũ x cộng 2 trừ m đẩy sang luôn bằng 0. Thằng này cần có hai nghiệm phân biệt. Nào, nếu như mình đặt đặt t bằng 3 mũ x. Tại sao mình đặt t 3 mũ x? Rất dễ, đây nè, 9 mũ x này chính là 3 mũ x tất cả bình. Ok, à, cho nên là 3 mũ x đây, 3 mũ x đây giống nhau. Đấy, nhớ t phải lớn không nha. Tại vì đặt, cứ đặt t là mũ thì t phải lớn không. Vậy là mình sẽ có cái phương trình là t bình trừ 2 t cộng 2 trừ m bằng 0. Right. À, thằng này cần có hai nghiệm phân biệt, nghĩa là mình cần có hai con t, đúng không? Tại vì một con 3 mũ x, một nghiệm 3 mũ x bằng cái gì đó nó sẽ đẻ ra một con x, hợp lý chưa? Cho nên cần hai con t để đẻ ra hai con x. À, mà t đó phải là t lớn không? À, t dương. Đấy, tóm lại phương trình này cần có hai nghiệm dương phân biệt. Ok. À, hai nghiệm dương phân biệt thì mình sẽ đi xét ba cái delta, s và p. Delta là b bình trừ 4ac, b bình này trừ 4, 2 trừ m lớn không, một cái. S là s dương nhé, s dương, tại vì hai thằng dương cộng lại nó phải ra dương. S là trừ b chia a là bằng 2, 2 lớn không, qua đúng rồi, qua đúng rồi. Rồi, c chia a lớn không, 2 trừ m lớn không. Đấy, phản hồi. Vậy là mình còn hai cái. Thằng ở dưới m sẽ nhỏ hơn 2, đúng không? Thằng ở trên nhân vô là 4, 4, 4 trừ 8. 4 trừ 8 trừ 4, trừ 4 cộng với lại 4m lớn không. Rồi, dễ rồi. Mình sẽ có m lớn hơn 1. Quá rõ ràng. Tóm cái váy lại, mình sẽ có m kẹp giữa từ 1 cho đến 2. Thế là xong. Đấy. Ok giờ. Dễ mà, đúng không? Nhớ
Khi đặt T là mũ thì mũ nó phải lớn không? À, T lớn không? Câu 2 này. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 17, ông Mao quyết định tặng món quà. Một chiếc hộp có thể tích 32. Đáy là hình vuông, không có nắp. Ok. Để món quà trở nên thật đặc biệt và xứng đáng với giá trị. Mạ vàng cho chiếc hộp. Ghê chưa? Biết rằng độ dày lớp mạ tại mọi điểm trên hộp là như nhau. Ok. Gọi chiều cao và cạnh đáy của chiếc hộp lần lượt là H và X. Giá trị của H và X bằng bao nhiêu? Để lượng vàng trên hộp là nhỏ nhất. Lượng vàng trên hộp là nhỏ nhất, nghĩa là diện tích. À, diện tích mạ vàng cho chiếc hộp. Rồi coi coi. Vậy thì mình sẽ đi tính tổng diện tích xung quanh với diện tích đáy. Vậy hợp lý rồi đúng không? Không, chắc mạ ngoài thôi nha. Không, mạ trong chứ. Tại vì ở trong còn được đồ mạ chứ, đúng không? Mạ ngoài rồi. Đấy. Bây giờ coi coi. V của mình là bằng 32 đúng không? V là bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy là diện tích của hình vuông. Vậy là lấy cạnh bình phương lên, đấy, nhân chiều cao h thì đề nó cho này bằng 32. Đúng không nhỉ? À, rồi mình sẽ quy về một con thôi để coi coi, quy về con h. À, no, quy về con x đi ha. À. Vậy là mình sẽ có h là bằng 32 chia x bình. Đấy. Tại vì nếu mà chia h qua rồi căn xuống đó thì nó hơi mệt, đúng không? Nó căn, nó mệt. Có căn là nó sẽ căng. Bây giờ mình sẽ đi tìm diện tích mạ. Diện tích mạ, tổng diện tích mạ nó sẽ bằng 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 diện tích xung quanh. Đúng không? Cộng với lại diện tích đáy. Rõ ràng. Đấy. Diện tích xung quanh là bằng chu vi đáy nhân chiều cao. Chu vi đáy chính là 4x, tại vì đáy là chu vi của hình vuông ấy, nhân chiều cao h đem cộng với diện tích đáy là x bình. Rõ ràng chưa? Bằng h xuống, đúng không? 4 4x nhân cho 32h, 32 chia x bình à. 32 chia x bình. Rồi cộng cho x bình đó là ngon. Đấy. Thì rút gọn là một tí, 432 bao nhiêu ta? 12 12 8. 12 8 mà x trên x dưới triệt thì còn x thôi. Nha, còn x thôi. Đem cộng cho x bình. Đấy, tròn men chưa? Thằng này phải nhỏ nhất. À, máy là xong. Dễ không? Đây là cái phương pháp làm mình sẽ đưa về cùng một ảnh thôi. Vô đây. Chắc chắn là xuất phát từ không rồi, đúng không? Tại vì nó phải lớn không? Đúng không? Độ dài mà. Này lấy 10 đi. Này lấy không phải 1 không được, không phải 25 coi. Ui không được à. Không phải 25, bấm nhầm à. Đấy. Nhỏ nhất. Đây, tạo nhân 48. Đấy. Đấy là máy tính nhá. Mà nếu mà bài làm tự luận thì mấy đứa cần phải xét cái này nè. Xét cái hàm này. Đúng không? Rõ ràng nha. Vậy cái S nè, S nó bằng này nha. S bằng này. Vậy thì đi tìm max, đi tìm min của nó chứ. Đi tìm min của nó thì mình S phẩy xuống. Đạo hàm xuống. Đạo hàm của nó là bằng trừ 128 phần S bình. Rõ ràng chưa? Cộng cho 2X cho bằng 0. Tìm nghiệm. Đúng không? Tìm nghiệm. Quy đồng lên xong rồi nó sẽ ra bậc 3. Đúng không nhỉ? Ra bậc 3. Vậy là quy đồng bỏ mẫu ra 128. 128 cộng cho 2x lập bằng 0. Từ đó suy ra nghiệm thôi. X bằng
3 2 này. Không. Không. Trừ 1 2 8. 4. Đấy, một nghịch duy nhất 4. X bằng 4. X bằng 4 này chắc chắn là min rồi. Đúng không? Thằng này chắc chắn là cực cực tiểu rồi, chắc chắn 100%. Mấy đứa có thể vẽ bằng biến thiên ra cũng được, vô tư à. Nhưng mà bảo đảm nó sẽ đạt cực tiểu tại x bằng 4. Được coi rồi. Vậy là mình sẽ có con s min chính là bằng s của 4. Nghĩa là đi thế vào đây, thế 4 vào đây. Tám chính xác chưa? 48. Xong. Đấy. Chắc cú thì cứ vẽ bằng bánh thiên ra nha. Vẽ bằng thiên ra rõ hơn tí nữa. Xong. Đấy, min là 48 nha. À, giá trị của HX à. Ui giời ơi. Min là 48 phi. X bằng 4 và H bằng mấy? À, thế ở đây đúng không? 32 mà chia 16 là được 2, H bằng 2. Sao? Ok.